Đó, cầm im được, cầm im được. Anh có còn nhớ năm đó? Hát nha, đừng có bấm dí này nè. Tôi đã vì ăn học làm bánh lụa già, tay tôi dụng về và làm mãi cũng không xong. Sau đây Giang Nam xin gửi tới quý vị và các bạn một ca khúc Tôi Tư Là Ca Sĩ với cái giả Nam Thanh hai em giả này giả karaoke hai em giá 1.8 tỷ. Đừng có nhìn nhỏ gọn thế này thôi nhưng mà giả này nó là 1.8 tỷ anh em nhé. Gặp mẹ từ buổi xem nhà